Fan nhìn lại hành trình câu chuyện của em Hồ Văn Cường sau hơn một năm xảy ra công chuyện. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, fan của Hồ Văn Cường có mặt trên khắp đất nước Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Họ có thể là những em bé tiểu học, những thanh thiếu niên hay các bà các ngoại, các cô chú anh chị. Fan của Cường không giới hạn ở một lứa tuổi hay một tầng lớp nào cả. Mà họ là những người yêu mến nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường thì đều có thể trở thành những người thân thiết với nhau trong đại gia đình FC Xanh Đọt Chuối Hồ Văn Cường. Từ khi biết đến FC, nhiều fan cũng đã tìm được một niềm vui mới trong cuộc sống. Họ có thêm nhiều động lực để sống, để mong chờ. Nhìn lại hơn một năm từ khi Hồ Văn Cường ra riêng hoạt động độc lập, mới đây một fan Hồ Văn Cường đã chia sẻ một bài viết khi nhìn lại câu chuyện của nam ca sĩ. Hồ Văn Cường, cô biết con từ một cuộc thi và theo dõi con đến ngày con đăng quang. Rồi cô yên tâm vì biết con đã về chung nhà với thần tượng của con. Bỗng dưng ngày 29 Tết, nghe tin sét đánh, thì ra bao năm qua con sống không như cô tưởng, rồi bao chuyện cứ liên tiếp xảy đến với con. Cường ơi, con biết không, thời điểm đó lòng cô như lửa đốt, bao nhiêu câu hỏi lại đặt ra. Không biết giờ này con ở đâu, có khỏe không, con có còn tiếp tục đi hát nữa không, rồi việc học của con thế nào. Trong khi đó các thông tin giả về con lại tràn lan trên mạng xã hội, và rồi cô cũng nhận được tin con trên trang của danh ca Ngọc Sơn. Ông cho biết đã liên lạc được con và con vẫn khỏe, vẫn học online, sắp tới Ngọc Sơn sẽ tiếp tục nâng đỡ và dạy con hát. Trời ơi, lúc đó con biết cô vui biết chừng nào không, vui vì con bình an, vui vì con được Ngọc Sơn chỉ dạy. Cô rất tin tưởng đức tính Ngọc Sơn vì cô theo dõi Ngọc Sơn gần 30 năm rồi. Thở một hơi nhẹ như đã chút được gánh nặng ngàn cân. Rồi cô liên tục nhận tin vui, sâu lại nối tiếp sâu, sâu sau thành công hơn sâu trước, đại gia đình Xanh Đọt Chuối thì ngày càng đông. Con thì ngày càng trưởng thành vượt bậc cả về bản lĩnh sân khấu và về giọng hát. Giọng hát của con trầm ấm vô vương rất thu hút người nghe. Cường ơi, con hãy tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật con nhé. Bên con luôn có cô bác và đại gia đình Xanh Đọt Chuối trong ngoài nước sẽ đồng hành cùng con. Hãy tự tin Cường nhé, sứ giả cảm xúc. Cô là người Kiên Giang. Trong khi đó, một fan khác của Hồ Văn Cường viết: cô năm nay đã 52 tuổi. Cô rất thích âm nhạc nhưng chưa từng thần tượng ai. Đặc biệt là rất ít đi coi hát, chắc chỉ vài lần mà thôi. Từ lúc bất chợt thấy clip con đứng khoanh tay xin lỗi với ánh mắt và khuôn mặt thất thần thì tim cô thắt lại vì thương con quá. Ôi chao, sao người ta vì đồng tiền mà lỡ dập vùi con, một đứa trẻ cực kỳ thánh thiện hiền ngoan. Vậy là cô bắt đầu tra hỏi chị YouTube và Facebook. Cô coi suốt, coi tất cả những gì họ nói về con. Cuối cùng cô lại càng thương con hơn. Cô vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục cách hành xử, cách con vượt qua mọi thị phi, mọi đối xử bất công, tàn ác của họ đối với con. Con ạ, từ lúc đó cô bắt đầu tham gia vào FC. Cô bắt đầu đu sâu, cô bắt đầu mặc áo in hình con, dù nó xanh lét à. Cô cũng muốn lắm chứ, một tấm hình riêng có cô và con cười thật tươi. Nhưng con ơi, cô thấy các mẹ các bà ai cũng thương con, nên thấy con là mọi người đều ôm con rồi chụp hình cùng. Hát xong con đã mệt lắm rồi, cô thấy con nhỏ như em bé 13 tuổi, cô xót. Vậy là cô đứng nhìn, cô gửi cái ôm thân thương đó vào trong tất cả những cái ôm mà các mẹ, các bà đã ôm con. Cô cảm ơn con nhiều nhé chàng trai miền Tây điển trai, vì con đã cho cô một gia đình Xanh Chuối để yêu thương. Con đã kéo được cô ra khỏi nhà, vì con là idol đầu tiên trong đời cô. Hồ Văn Cường là cái tên gây nhiều chú ý trên mạng xã hội trong khoảng hơn một năm qua. Nguyên nhân xuất phát từ ồn ào tiền nong và mối quan hệ của nam ca sĩ với mẹ nuôi Phi Nhung. Từng có thời điểm, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 bị một bộ phận anti-fan thích gây chuyện, chê trách vô ơn, bạc bẽo với mẹ nuôi. Trước những điều tiếng không hay, Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng. Cho đến nay, Hồ Văn Cường đã rời khỏi công ty lẫn nhà riêng của cố ca sĩ Phi Nhung sau khi cô qua đời. Cũng kể từ đó, không còn thấy nam ca sĩ xuất hiện trong những buổi họp mặt con nuôi của cố ca sĩ hay lễ cúng quan trọng. Điều này lại càng khiến Hồ Văn Cường bị chỉ trích nhiều hơn. Dù vậy, thực tế thì vẫn rất nhiều khán giả lớn tuổi yêu mến Hồ Văn Cường. Bằng chứng là trong những lần chạy sâu tình, nam ca sĩ vẫn nhận được tình yêu thương từ bà con nhân dân. Mới đây một clip ghi lại cảnh Hồ Văn Cường lên tàu, ra đảo Lý Sơn biểu diễn, gây chú ý trên mạng xã hội. Không xuất hiện rầm rộ, con nuôi Phi Nhung giản dị, lên tàu tìm chỗ ngồi. Một số bà con sau khi nhận ra nam ca sĩ đã nhiệt tình chỉ chỗ, dĩ nhiên cũng không quên đưa điện thoại lên quay chụp. Điều đáng nói, sau khi Hồ Văn Cường xuống tàu, người dân ở đảo Lý Sơn liên tục vỗ tay chào đón cậu. Mọi người quay lại thành đám đông, hò reo thể hiện rõ sự vui mừng,
khi con nuôi Phi Nhung đến diễn. Chỉ với những chi tiết nhỏ nhặt này cũng đủ cho thấy các khán giả lớn tuổi vẫn còn rất yêu mến Hồ Văn Cường. Bất chấp những ồn ào trước đó, nam ca sĩ vẫn là cái tên chiếm được nhiều cảm tình của bà con. Thời điểm Phi Nhung vừa qua đời, Hồ Văn Cường không chỉ bị anti-fan công kích mà còn bị Trang Trần tìm gặp tận nơi để livestream. Giọng ca sinh năm 2003 vẫn giữ im lặng. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, từ khi những ồn ào về cát xê giữa Hồ Văn Cường với công ty cố ca sĩ Phi Nhung nổ ra, đã có nhiều khán giả quan tâm tìm hiểu. Thông qua câu chuyện bất công xảy ra với một cậu bé mới lớn đang chập chững bước vào đời, đã có thêm nhiều người biết đến Hồ Văn Cường hơn, nhiều người hâm mộ đã thông cảm và yêu thương em hơn. Mới đây, một cô Việt Kiều sống ở hải ngoại đã có bài viết chia sẻ, khi cô tình cờ biết đến sự việc và tìm hiểu, cô đã bất ngờ khi nghe giọng hát của cháu Hồ Văn Cường. Cụ thể, bài viết cô chia sẻ trên các trang mạng như sau. Nhờ AD Hồ Văn Cường fan club chuyển dùng đến Hồ Văn Cường FC Nhật Bản, vì yêu Cường mà đến. Cảm nghĩ giọng hát ca sĩ Hồ Văn Cường, tôi mới biết tiếng hát Hồ Văn Cường từ sau khi ca sĩ Phi Nhung mất. Khi ca sĩ Phi Nhung mất, bao nhiêu điều xấu xa đổ cho cháu Hồ Văn Cường. Đọc tin tức trên mạng xã hội mà nước mắt cứ tuôn trào. Tại sao người ta trắng trợn vu khống cho cháu? Cũng nhờ mạng xã hội mới biết giọng hát cháu sao mà hay tuyệt vời quá. Một giọng hát thay đổi thăng trầm qua biến cố trong cuộc đời của cháu. Khi mới bước vào đời ở tuổi đôi chín, mọi người có biết vì sao giọng hát cháu Hồ Văn Cường được mọi tầng lớp khán giả yêu thích không? Khi cháu 13 tuổi bắt đầu dự thi Việt Nam Idol Kids, giọng hát cháu thật thánh thót cao vút, cháu đã đoạt giải quán quân. Giọng hát vẫn hay, dù chưa được đầu tư đúng bài bản, giọng hát nhiều cảm xúc ngọt ngào. Khi hát những bài hát về tình gia đình, với độ tuổi 13, 14, 15 rất thích hợp khi hát về tình cảm cháu yêu bà nội, mẹ cha. Cháu cất tiếng hát đưa người nghe vào cung bậc tình cha mẹ, ông bà. Khán giả cứ tưởng con cháu mình thỏ thẻ với mình, lời yêu thương, đúng với lời khen sứ giả cảm xúc. Tới độ tuổi 17-18, cháu bị vỡ giọng, cộng thêm gặp drama đã ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Giọng hát hơi sa sút, nhưng cháu ở hiền gặp lành, đã được quý nhân ca sĩ Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đức Thụy giúp đỡ và vực cháu đứng dậy. Bây giờ cháu đã lấy lại tinh thần, tâm lý tương đối ổn. Giọng hát tuổi 19 đã trầm ấm, da diết chân chất, ngọt ngào. Giọng hát mộc mạc nhưng rất thật, không thấy giả tạo trong tiếng hát. Những bài hát tình ca mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, cháu hát với chất giọng thiên phú, dẫn dắt khán giả vào tình yêu lứa đôi, thật thơ mộng nên thơ mà không ca sĩ nào khác có được. Cộng với tuổi 19, nét mặt đang bước vào tuổi trưởng thành, càng tăng thêm sự hấp dẫn lôi cuốn khán thính giả khi nghe cháu hát. Giọng hát sao tuyệt vời. Những ca sĩ khác không còn ở độ tuổi trẻ trung để du khán thính giả vào bản tình ca, nghe họ hát sao thấy giả giả, nên không thấy hay.